Hello các cậu, vẫn là một tập nữa của Rắn Béo ở Đài Loan đây. Thì hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến một cái khu mà kiểu khu tụ điểm ăn chơi, kiểu mấy cái tính nghệ thuật của Đài Loan ấy, của Đài Bắc ấy. Thì hôm nọ thì mình có đi qua đây thử rồi, nhưng mà kiểu hôm đấy máy mình cũng hết pin nên không quay vlog lại cho mọi người ấy. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ quay lại cận cảnh kỹ càng hơn cho mọi người, vì ở đây có rất nhiều khu hay ho này, xong chụp ảnh sống ảo các thứ. Ui, ngay từ đầu vào ấy, ở đây sẽ có một cái quán trà sữa to go à, siêu đáng yêu luôn ý. Kiểu nó bị vintage một cách dã man. Bây giờ chúng mình sẽ đi vào trong này xem có gì không nhá. Cái postcard ý. Đó. Bên này thì là hình như là mấy quyển sách hay sao ấy, mình cũng không biết được, vì nó toàn tiếng Trung thôi, nhưng mà mình nghĩ là đây là sách. Wow, xinh dã man ý. Yêu đúng kiểu mấy cái thứ này. À, đây quyển sách gì đó. Ở đây có cả tất này. Ui, bên này có cái túi siêu xinh luôn. Wow, chắc đây là mấy cái thứ kiểu hương liệu, dầu, cái dầu thơm các thứ này. Đó. Ui, cái túi này xinh ấy. Mấy cái túi này xinh, túi vải này. Nọ ấy, hôm nọ ở đây thì mình đi vào cái ngày chủ nhật, à lúc thứ bảy chứ, thì nó khá là đông, nhưng mà kiểu hôm nay ý, mọi người nhìn cái con đường ý, vắng dã man luôn, chả có ai cả. Nói chung là đến đây ý, chụp được những cái bức ảnh sống ảo dã man. Bây giờ chúng mình sẽ đi cửa hàng tiếp theo. À, cái con này nó bị xinh ý. Đây, cái cửa hàng tiếp theo mình định vào thì nó cũng là một cái, những cái ở trong này đính như đều là một đồ handmade các thứ ấy. Ở trong này cũng có sổ các thứ này. Đó. Trong này thì có mấy cái gì đây? Nói chung là gương lược các thứ. Bên này có kính dâm này. Hay quá. Ui, mấy đồ này xinh ý. Đó. Đây là mấy cái đồ khô, hoa quả khô các thứ này. Ở trong này nó trang trí khá đẹp luôn ý. Nó kiểu mỗi một cái quầy hàng nó kiểu như một cái túp lều ấy. Ui, cây. Ồ. Cái gì đây? Nến. Đây mình lại có tiếp một cái khăn bán, cái gian bán cái gì ý. Ở đây thì mình có hình như là mật ong thì phải. Ồ đúng rồi, mật ong. Xinh ý. Ôi, trong này kiểu bị xinh, mọi thứ đều bị xinh, dã man luôn ý mọi người ạ. Nhìn này. Ồ. Trời ơi. Ở đằng tít đằng sau thì cũng có một quán cà phê nữa. Thì có thể là tí nữa mình sẽ quay lại, vì trong này có khá là quá nhiều quán cà phê xinh. Có gì mình sẽ quay lại sau, đi hết một vòng ở đây đã nhá. Bây giờ chúng mình sẽ đi quán khác thôi. Khu tiếp theo này thì nó kiểu như là cái khu triển lãm ý. Xong rồi nó có mấy cái thứ ở trong này, nó kiểu ảo ảnh ba chiều các thứ, như cái tường này này. Thì hôm nọ mình cũng đã vào trong này khám phá rồi. Thì ở đây vé vào cửa là 300 đài tệ. Nói chung là cũng không đắt. Đó, thì mọi người vào nhá, mọi người có thể vào đây chụp ảnh ý. Chụp rất là nhiều ảnh sống ảo. Mình sẽ bút một cái ảnh, một số ảnh xung quanh đây cho mọi người tham khảo. Ở cái bức tường cây màu xanh này nữa cũng sẽ được một bức ảnh sống ảo cho coi, giống như mình. Nói chung là cái khu này mình thấy khá là hay. Bây giờ chúng mình sẽ đi vào cái khu bên cạnh này đi. Cái gì đây? 333333 cái gì ý? Ôi xinh quá. Ôi, khu này dành cho trẻ con hay sao ấy, nhưng mà nó toàn màu hồng thôi, yêu dã man. Dành tặng cho bạn nào thích màu hồng. Đây là những cái đồ make up kiểu màu hồng các thứ này. Ui, xinh ý. Wow. Mấy cái túi các thứ này, nốt các thứ này, có cả gối cổ này. Ui, toàn màu hồng luôn ý. Ui, mấy cái keyring này yêu đấy. Yeah. Ở trong này ý, mọi thứ đều màu hồng luôn. Mà đi vào trong này nó có một cái mùi thơm ý, cái mùi kẹo kẹo ngọt ngọt ý. Khá là thích. Ở đây, ở cái khu này ý, mỗi khu đều có một cái quán cà phê thì phải. Để mình thử đi kiếm xem ở trên này còn cái gì không nhá. Ở đây có một hình cái bánh ý. Hình cái con nhân vật này này. Xong mấy thứ bỏng biết các thứ nữa. Ở đây thì có, bạn ý bảo đây là milk tea này. Ở dưới đây là thạch này. Ui, xinh quá, chắc mình sẽ mua cái bánh để ăn thử coi xem thế nào.
Hình như đây là hàng kem trà xanh thì phải. Ở cái bức tường với cửa sổ kia hôm nọ mình cũng có một bức ảnh khá là đẹp luôn. Nhưng mà mình để bút lên cho mọi người xem. Và bên này thì lại là những cửa hàng handmade khác. Chúng mình sẽ đi khám phá dần dần nhá. Trong này lại một mùi thơm khác. Đây cũng là bán mấy cái đồ handmade, đồ mật ong, mật điếc này, đồ sấy, đồ khô. Bên này thì mình có kiểu như là ui băng dính. Đây hình như mấy con băng dính. Ôi xinh ấy, nhưng mà bên này hình như là của Nhật thì phải. Đó. Ở đây mình có mấy cái khăn tay khá là xinh luôn. Mấy cái con này kiểu nó bị xinh dã man. Quá yêu á. Ê, không lấy nét rồi. Ui, một con này là 190 đài tệ. Đó, ui, bây giờ ấy mình đang đắn đo xem là có mua mấy người mới mua mấy con này không này. Nó bị xinh ý. Nhưng mà khá giá thì khá là hơi mắc một chút. Với cả những cái con nhỏ nhỏ như thế thì mình đang suy nghĩ. Nhưng mà đúng là trong cái khu này ý, thề là nếu mà mình có nhiều tiền ý, mình sẽ mua hết tất cả những đống ở đây. Bây giờ chúng mình sẽ đi sang khu tiếp theo thôi. Còn gì không nhỉ? Còn khu này nó rộng lắm. Ở cái khu vừa nãy xong rồi mọi người đi lên trên một tí thôi. Đấy là một khu nhà gỗ này, tất cả mọi thứ đều bằng gỗ ấy. Đi vào đây xem thôi, kiểu vị xinh ý. Như là mình quay lại máy cho mọi người xem nhá. Ui, đi vào thôi. Đây thì mình có các khu mà có chắc em bé chơi ý. Cả người lớn như mình sẽ không được vào đây chơi. Ui, yêu quá. Đấy, khu này chỉ cho các em bé chơi thôi. Ui, ở trên này là có cái đường ray chạy đấy. Đó, đấy. Xinh ấy. Wow. Ngày trước cũng hay thích mấy cái chơi cho đường tàu như này. Đó. Bây giờ chúng mình sẽ đi tiếp thôi. Ôi, yêu xinh thế này. Oh my god. Ui, đây toàn là những cái hộp nhạc bằng gỗ luôn ý. Ồ, yêu quá. Ui, mọi thứ trong này đều bị xinh ý. Này, khủng long này. Đây kiểu như đây kiểu như là một khu rừng ấy. Wow. Mới khám phá được cái này hay của mọi người ạ, nhìn này. Trời ơi, ngu ngốc một cách thực sự luôn ấy. A few moments later. Giờ thì mình vừa quay lại đi một vòng xong mình cũng nóng nữa. Nên là mình vừa quay lại cái khu cái nhà mà trắng có mấy cái ô trắng các thứ ấy. Thì mình đang định là ngồi ăn các thứ ở đây. Vì sáng nay ra mình cũng chưa ăn gì cả. Ở đây có cái quán ăn khá là xinh luôn ý. Bây giờ mình sẽ thử đi vào xem là trong có gì nhá. Bây giờ thì mình lũi mình vừa mới có order cái bánh hamburger xong ý. Thì kiểu ý đói dã man luôn. Bây giờ là khoảng độ gần 4 rưỡi chiều rồi mà mình mới ăn bữa đầu tiên. Vì 3 giờ chiều mình mới đi, khoảng 2 giờ hơn mình mới đi ra khỏi nhà. Tại vì thực ra cái trời nóng này hết, mình không biết gì ăn cái gì cả. Mà mình chỉ muốn đi vào cái nơi nào có điều hòa thôi ý. Thì mình nghĩ là mới cả nhá. Ở đây ý, bất hợp lý là cái bánh hamburger như thế nhá. Nó chỉ có 150 đồng thôi. Nhưng mà nước các thứ ý, nó hơn 150 đồng. Mình thấy nước nó không hấp dẫn nữa. Nên là mình sẽ không gọi nước vào tí nữa. Mình sẽ đi uống trà sữa tiếp. Bây giờ mình ăn đã. Nói chung là mình thấy cái khu này khá là hay luôn. Nếu mà mọi người sợ nóng mà đi du lịch ở mùa hè mà mọi người sợ nóng ít thì mọi người có thể đi đến cái khu này. Và nó kiểu có những cái kiểu rất là trưng bày, rất là hay ho. Mà kiểu những cái triển lãm ấy thì mọi người đi vào đấy. Mình nghĩ là nếu mà đi vào những cái khu triển lãm mà nó bán vé các thứ giống hôm nọ mình đi thì chắc cũng phải mất đến 2 đến 3 tiếng các thứ.
mới cả xong rồi ngồi đi hết các thứ này xong rồi vào đây ăn một cái thứ gì đó, ăn bánh uống nước cái gì đó thì quá là tuyệt luôn. Thì có thể là dành một cái buổi chiều mọi người đi qua đây. Cùng thì chiếc bánh của mình cũng ra rồi đây, mình sẽ rơi cho mọi người xem một vòng nhá. À nhìn thấy xinh ý. Yêu quá. Bây giờ trong này mình có những cái gì nhỉ? Có tôm này, có rau snack, mà cái này là cái gì ý? Không biết nữa. Nhưng mà mình sẽ cắt nó ra cho mọi người xem nhá. Đây chính là miếng bánh của mình. Rút cái này ra. Ở trong này mình sẽ xem trong này có những cái gì trước nhá. Wow. Có cả, hình như là trứng tôm hay sao mọi người ạ. Và tôm này. Wow. Khá là ngon đấy, kiểu còn đang đói chứ. Yeah. Bây giờ mình sẽ xẩu nó thôi. Mình nghĩ là mình sẽ lịch sự, mình sẽ không cắn đâu, mình cắt đi. Wow. Wow. Khá là hấp dẫn. Không cắt được nên mình sẽ cắn luôn vậy. Lần đầu tiên mình ăn cái bánh hamburger mà có cái vỏ đen như này đấy. Bánh khá là thơm luôn. Ăn như nào bây giờ nhỉ? Mình thích ăn cái trứng tôm lắm nên là mình có vẻ đây là miếng tôm hùm hay sao ấy, khá là to. Ngon lắm. Ăn nó lạ cực. Không cắn được vì nó to quá. Nó hơi có vị cay cay nữa. Có cả dứa. Nó lanh tanh bành ra hết rồi này. Mình đã làm nó tanh 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 bành rồi. Đây là trứng tôm với rau ấy. Mình thề mình ghét ăn cái rau cải xoăn này cực, nó đắng dã man luôn. Là mình sẽ bỏ hết cái rau cải xoăn ra. Trong này nó có vẻ là có hơi có ớt nữa nên là khá là hơi cay cay ý. Làm nào để cắn được cả cái miếng này thì không biết. Mình thấy cái khu này ấy, tầm buổi sáng mọi người đi cho nó mát. Nếu mà đi vào mùa hè thì mọi người đi vào buổi sáng sẽ mát hơn. Nhưng mà kiểu mình không dậy được ấy, nên là mình sẽ không đi buổi sáng. Mình buổi chiều mình đi xong rồi mình qua đây mình ăn một cái bánh khoảng như này này. Hoặc là ở xung quanh đây có nhiều hàng bán đồ ăn nữa. Nhưng hầu như là đồ ngọt. Mà mình bây giờ mình thích ăn đồ mặn hơn chứ không thích ăn đồ ngọt. Đây là mình sẽ, với mình thì mình sẽ ăn một cái miếng hamburger như này. Xong rồi mình đi uống một cốc trà sữa. Thế là hết một ngày đi du lịch của mình. Nói chung là mình ấy là cái đứa mà đi du lịch cái kiểu sương sương thôi. Mình không thể nào mà dậy được từ 7 giờ sáng, 8 giờ sáng xong đi du lịch đến 8, 9 giờ tối. Mình là phải ngủ trước, mình đủ giấc xong rồi mình mới đi. Vì mình cũng không vội. 20 minutes later. Bây giờ trời cũng đã bớt nóng rồi ý. Nên là mình nghĩ là mình sẽ đi ra ngoài mua một cốc nước xong rồi đi lanh quanh tìm chơi linh tinh, xong rồi đợi bạn mình để đến giờ hẹn. Thì vlog của mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Mọi người nhớ like này, share và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Ngày mai mình sẽ đưa mọi người đi đến những cái chỗ hay ho hơn nữa. Bye bye.